Vâng, Thanh Phúc, xin chào toàn thể tất cả các bác đã quay lại kênh và theo dõi video. Thì bên em vừa thông báo vừa là có một lô hàng về, toàn là những hàng chất khủng nha bác nha. Và hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về cái chi tiết những sản phẩm mà bên em về ngày hôm nay để cho các bác tham khảo nha. Rồi thì đầu tiên là hai sản phẩm WC RMX 5050 bên em vừa cập bến nha bác. Đấy, RMX 5050 nha. Cả hai con đẹp như nhau vậy đó nha. Đây nha bác. Vâng, đầu tiên thì em sẽ quay giới thiệu cho tất cả bác cái con bên trái trước nha, con bên trái trước. Đấy. WC Audio. Đèn tín hiệu và cũng như là hai volume jack up trên chỉnh cho hai kênh nha bác nha. Đây, RMX 5050 power này. Đây, dòng Dual Monorad Supply thì dòng này thì chuyên trị những cái dòng sub nha bác nha. Chuyên trị các cái dòng loa sub. Đấy. Full đôi sub kép thì đưa vào em này thì nghe cực kỳ là phê luôn nha. Đấy, các bác nào mà có những cái dòng loa lớn, những dòng loa RBL 4 số thì các bác chơi những cái con đại WC như thế này thì chắc âm cực kỳ là hay luôn. Vâng, thì sẽ khui nắp cho các bác xem nội thất bên trong. Về thức nội thất bên trong thì con này thì đẹp keng nha bác, đẹp keng luôn, hàng rất mới. Thì hàng này thì là hàng bãi, nhưng mà đời mới nha bác nha, đời RMX và đời SMX là đời mới. Để nó sản xuất thì cách này khoảng 20 năm rồi nha bác nha. WC đây. Đấy bác. Đấy. 2003 nha, WC Audio. Đấy. Đấy. Bộ mặt thiết kế của nó thì là mặt class B nha, là B. Và ở đây có thấy là với mặt nó là mà linh kiện thì còn cực kỳ đẹp do bị mới tinh. Hai tăng phu xuyến hai bên này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên nha bác nha. Đấy. Thì dòng 5050 thì nó thiết kế có cái miếng nhựa này, miếng nhựa này để che bụi nha bác nha, để che bụi bên dưới. Đấy. Và còn nguyên bản luôn, nguyên bản. Mấy hàng vừa thì nó đẹp mới như thế này đó. Chỉ thôi bụi sơ qua thôi. Quá đẹp, quá mới luôn nha. Cái này thì các bác cũng sẽ rất là khó mà thấy những được những cái con sò bên trong này. Thì nói chung là hàng còn nguyên bản thì em để nguyên bản cho các bác, bao cho các bác là không thay thế sửa chữa nha. Đấy, đây là các bác yên tâm. Quá đẹp nha bác. Những dòng này thì em về con nào là hết con đó nha. 5050 WC Audio Yuda nha bác nha. Đấy. 1600W được 4 ôm. Con này số series là 7968 nha. 7968. Công suất là 1600W ở 4 ôm và 1100W ở 8 ôm nha bác. Đấy, 8 ôm thì nó 1100W thì nó đánh vô tư những cái đôi loa công suất lớn nha. Đấy. Quá đẹp luôn nha. Trên tất cả những cái vĩ mạch của nó đều in năm sản xuất và cũng như là của cái hãng WC. Đấy. Quá ok. Rất đẹp luôn nha. Đường tín hiệu vào thì nó sẽ có 3 lăng và 6 ly. Đấy, 3 lăng và 6 ly nha bác nha. Đường tín hiệu ra thì có chạm bắp chuối này, nếu các bác muốn chơi cắm bắp chuối thì các bác lấy cái vật cái coi tâm hay là lấy cái gì mà nhọn nhọn các bác khui cái nút này ra. Đó. Còn các bác chơi mở chim thì các bác cắm ở phía bên hông này. Còn các bác muốn chơi new trick thì đây có hai cổng new trick chuyên nghiệp cho các bác chơi luôn nha. Đó. Rồi ok các bác, đẹp xuất sắc nha.
Rồi, đó là con đầu tiên nha bác nha. Con đầu tiên, số series là 968 nha. 968, số series 968 này. Con đầu tiên con bên trái nha bác. Em sẽ giới thiệu hai con. Thì các bác yêu thích sản phẩm nào thì cái đọc số series rồi chốt sản phẩm đó nha. Đấy, trên những cái ví như thế này này, các bác thấy nó cũng in hết những cái năm sản xuất cũng như là cái thương hiệu WC luôn. Hàng rất là chất lượng nha. Dòng này thì có cái bàn đó. Rồi tiếp tục với con thứ hai này. Đấy, thứ hai này. Đẹp keng luôn. Quá đẹp luôn nha. Vâng, đây là tóc phim trong luôn bác. Đấy, keo chỉ còn, keo ốc còn nguyên hết, riêng xịn luôn nha bác nha. Nguyên bản này. Có nhiều con thì về cái này nó bị bế bung nha bác nha. Ở ra thì nó có bế bung này. Vì cái này là nhựa giòn nha bác. Nhựa giòn. Nó chỉ cắn một tí là nó bế thôi. Đấy, thì cái này đây nó cũng không quan trọng nha. Nếu mà có nhiều con về cái mặt này, cái mặt này mà nó bắn bụi bắn quá thì cũng phải bắt buộc mình cắt những cái sợi dây rút ra. Đấy, cắt lấy cái ví này ra và vệ sinh nha bác nha. Đấy, nên là có nhiều con nó sẽ em sẽ tháo cái này đi, nên là các bác thông cảm. Còn về tất cả tất tật những gì mà bên trong khuôn đáy này thì em bao riêng tuyệt đối cho cả bác nha, bao riêng tuyệt đối luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Khối bàn nha. Những con về mà nó sạch đẹp rồi thì đến nguyên, con bụi sơ sơ là nó đẹp, lâu chùi qua là nó đẹp keng cho tất cả bác. Đấy, bên ngoài là bên con này vậy nha. Con này số series là 7960 nè. 7960. Công suất mono con này lên đến là 5000W nha bác nha, 5000W công suất mono. Quá ok. Quá khủng khiếp con đấy nha. Đấy. 960 và 698 nha bác nha. Ở 968 nha. Đây bác nào yêu thích con nào thì alo cho em, bên em có hai con thôi. Thì có hai con gì nhất nha. Bác nào mà về ghép lo CBL, những dòng lo công suất lớn thì alo cho em. Giá là 19.500 một con nha bác. 19.500 một con. Bên em bao cước và tặng kèm theo cho bác là một bộ da ba lăng. Để các bác kết nối lên những thiết bị như là van, EV, rồi CD. Nói chung các bác muốn dây như thế nào thì các bác thông báo trước cho em để mà tặng dây theo đầu cắm nó hợp lý, nó phù hợp để về các bác cắm vào là ok ngay. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp trong phòng qua số điện thoại là 0 36 36 48 707, kết bạn Zalo Facebook qua số 707 nha, và hoặc là số 0 393 10 459 nha bác. Đấy, em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.